nhân đây mình xin tổng hợp một số tên đường bị đổi tên sau năm 1975. Thì đầu tiên là đại lộ Gia Long, nay là đường 1 tháng 5. Đường Tống Phước Hiệp bị cắt làm hai đoạn là đường 30 tháng 4 và đường Trần Phú ngày nay. Đường Võ Tánh là đường Lê Văn Tám. Đường Nguyễn Bính Khiêm là đường 19 tháng 8. Đường Cổ Trì hay là đường Trần Văn Ơn. Đường Thoại Ngọc Hầu nay là đường Võ Thị Sáu. Đường ven sông Nguyễn Trường Tộ nay là đường Tô Thị Huỳnh. Đường Trần Công Lại nay là đường Lưu Văn Liệt. Đại lộ Phan Thanh Giản nay bị đổi tên thành đường 3 tháng 2. Đường Lê Văn Duyệt nay là đường Hoàng Thái Hiếu. Đường Trương Vĩnh Ký nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Baxter nay là đường Nguyễn Văn Trỗi. Đường Đồng Khánh nay là đường 2 tháng 9. Đường Thủ Khoa Nghĩa nay là đường Mậu Thân. Đường Cường Để nay là đường Nguyễn Văn Bé. Đường Lê Minh Thiệp nay là đường Nguyễn Chí Thanh. Đường Trương Tấn Bửu nay là đường 8 tháng 3. Đường Công Thần nay là đường 14 tháng 9. Em nhớ cái dịp Tết năm nào em có ghé đây một lần, mà Linh không nhớ chính xác năm nào, quên rồi. Em đi nhiều chứ. Em đi mấy cái này em đi nhiều lắm, tỉnh nào em đi. Cái văn miếu này là anh biết sao, ngày xưa lúc mà Pháp nó lấy ba tỉnh miền Đông á, mới về về miền Tây nè, mới về cái văn miếu này vậy nè, cái văn miếu chính á, là nó nằm ở trên Biên Hòa đó. Ủa vậy hả? Cái văn miếu Biên Hòa, cái văn miếu này là phụ thôi. Em tiện chị qua bên đó với ba rồi đúng không? Dạ rồi, dạ rồi. Có người giữ, em nhớ hôm trước em có gặp ông bảo vệ đây. Có người giữ. Cái miếu cái chùa không phải. Có người giữ. Cái này là cái văn thánh miếu. Cái lối đi chính mà thẳng vào trong á thì cái lối này người ta gọi là cái đường thần đạo. Và cái điện thờ chính nằm sâu trong cùng nhất á thì gọi là điện Đại Thành. Bây giờ phải tìm cái ông bảo vệ á. Hình như là ông đi bên kia, ông ở bên kia á. Bây giờ 11 mới không có mùi rồi mà. 15 rồi đó. Say mê, say mê. Không chắc trời mưa á. Không, mà sáng cũng có 10 khách vô cúng. Hai cái nhà thờ nhỏ nằm bên trái bên phải á, thì người ta gọi là Tả Vu và Hữu Vu. Ông Chu Văn An. Đây là nhân miếu là thờ. Thờ công tử. Bán giảng nào đâu chú dưới đây chú. Dưới chỗ gần cái cửa mình đi ra đó. Đây trong đây luôn hả? Trong đây. Nhưng luôn. Mà nằm ngoài cổng. Ngoài cổng là ngoài đó. Đúng rồi. Còn đây là thờ công tử. Công tử hả? Công tử của Tàu á. Ông tổ nho. Đúng rồi. Nho giám á. Chưa mấy là ông bà mình hồi đó nho không? Ông Phan Thanh Giáng là tiến sĩ của Nam Bộ á.
nhưng mà xuống phần rê. Cái này mình ở đây có ba cái nhân miếu nhiều, ở Quốc Tử Giám, ở Đồng Nai cái, đúng rồi, Trấn Biên cái đó, Hà Nội cái, Đồng Nai cái, dưới đây cái nè, đúng rồi. Ở đây là đúng rồi, ở đây là coi như muộn màng, có mấy cục đá lớn rất muộn màng, không ra không có cái gì nhiều. Lúc nguyên nhân là do Pháp nó chiếm ba đỉnh miền Đông á, mới đem xuống đây xây dưới này nè. Nó hình như lớn cái này. Trấn Biên Đồng Nai. Đúng rồi, cái Trấn Biên á. Sửa lại mới trơn à. Lớn hơn cái này nhiều. Anh có đi đâu mà năm ngoái kia. Đi Bà Tiếp có đi nè. Ừ, đúng rồi. Lợp ngó màu xanh lá nhìn cũng ấn tượng lắm. Còn cái này cái mình chắc lâu đời anh ha. Đâu có tu sửa gì đâu ha. Chỉ có xịt mối rồi giảm giá lại cho mấy cái dặm cây từ ngày xưa giờ. Ừ. Nên nó bền kia. Cái này chắc là Văn Thánh Miếu Vĩnh Long được ông Phan Thanh Giảng và Đốc Học Nguyễn Thông đứng ra lo xây dựng hoàn thành vào năm 1866, tức là sau khi triều đình nhà Nguyễn phải nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp vào năm 1859. Cái miếng đất hiện tại để xây Văn Thánh Miếu thì theo lịch sử ghi chép lại là do ông Bá Hộ Trương Ngọc Lan là hiến đất. Nhà giáo chưa cũng nghe. Theo nho mấy hôm nay theo nho không Vạn Thế Sư Biểu. Cái cửa này mới, cửa ngày xưa cửa mới đúng không? Cửa này cũng lâu nhưng mà nó mới sao này mới, nó còn sắt mà con người còn mấy khung trên á lâu. Cũng loại cái phần trên kìa, khung dưới trên còn dưới này là trời ơi cũng mấy anh chồng mấy gần 200 năm rồi. Mỗi nói xây dựng này là năm 1864 đó. 1864. Đúng rồi. Thời vua Tự Đức. Cái này cũng thay luôn rồi nè. Cái này lọc lại, lọc rồi nó tô lại nó cái này thêm. Cái phần này là ngày xưa nó giống cái này giống ngoài. Ổng là gốc người Hoa mà anh hả? Gốc ông bà thì người Hoa. Đúng rồi. Đây là Tỷ Văn Lâu. Thì Tỷ Văn Lâu này là được xây dựng sau khi ông Phan Thanh Giảng tuẫn tiết. Thì theo ước nguyện của ông Phan Thanh Giảng thì muốn xây thêm một cái thơ lầu. Sau đó thì ông Bá Hộ Trương Ngọc Lan, ông thương cụ Phan nên là quyên tiền ra để hoàn thành ước nguyện của cụ Phan. Thì lúc đầu đặt tên là Tỷ Văn Lâu. Nhưng sau đó thì có thờ thêm một vị thần về văn học, văn thơ gọi là Văn Xương Đế Quân nên sau đó mới đổi tên này thành là Văn Xương Cát. Thì về cái việc mà thờ ông Phan Thanh Giảng ở trong cái Tỷ Văn Lâu này á thì theo sách chép á thì có từ năm 1915. Nhưng sau cái sự cố mà năm 1975 á thì bị xét lại là ông Phan Thanh Giảng bị liệt vào cái tội gọi là phản quốc. Nên là sau đó là tên đường, tên trường và cái nơi thờ của ông á cũng bị hạ xuống hết. Đến lúc mà năm hình như năm chín mấy á, ông Võ Văn Kiệt á, ông mới đề xuất xét lại cho cụ Phan. Thì sau đó mới được thờ lại như ngày nay. Đây nè, cụ Phan nè. Tượng, sửa cái hình, rồi cái nghĩa là phòng á. Còn ông nhớ như đó chỉ có cái bài vị thôi. Nhưng mà xưa cái thời đó, thời quân Võ không có chụp hình. Quân Võ sinh năm 1709 á. Mấy cái hình nó tưởng tượng vẽ lại cái làm gì mà có. Cái hình dưới là ông đi sang Pháp chụp á, là hồi đó đi sứ á. Đúng rồi. Lưu lại. Rồi ở trên là quả thôi, trên là bắt. Đúng rồi, chứ làm gì có hình mà lưu không. Ông vừa thấy cái này nè. Họa sĩ Phi Đức Trần. Quả lại vừa thấy cái này. Chứ hồi đó là cái tượng ổng là nằm ngay ngã ba thơ mình ạ. Đúng rồi, em nhớ. Cái bộ thân nó bắn còn mẻ quên. Ừ. Tại vì ngày xưa á, cái bệnh viện Tam Khoa mình á, Tam Khoa mình là đó cũ đó, giờ đó có trường đó. Đúng rồi. Là mới đầu tiên mở ra là lấy tên ổng. Đúng rồi. Bệnh viện Phan Giảng á. Cái trường học á, ngày xưa như ở dưới đây cũng có trường học Phan Giảng đó mà.
rồi từ ngày giải phóng rồi nói ổng là bị dân thành trong Pháp rồi đó. Đúng rồi. Còn mấy phế bỏ không có thờ rồi. Tới năm 91 có cho thờ lại. À đúng rồi. Mới được ông Võ Văn Kiệt với ông Võ Dương Trung Quốc á, coi như bàn thảo, họp thảo, rồi thảo rồi công nhận là cái coi như là cái đất học thôi. Xưa ngoài Bắc em thấy nó khó khe lắm. Ông này là đầu tiến sĩ đầu tiên Nam mình. Nó công nhận ổng là đất học. Ông lúc mà ông về là cố vấn rồi đó, ông xuống đây đúng ngang quà chứ gì. Ông đi về đây rồi đó. Ngày xưa mà năm 75 ông Kiệt ông nói một câu mà dân rất là ấy, ông nói là ngày giải phóng á là phần nửa vui phần nửa buồn mà. Hình như phía sau là cầu thang đi lên trên gác phải không anh? Cái gác yếu rồi giờ. À. Coi như là cái này là sắp sửa là tới tháng 10 dưới nó làm lại nè, nó lọt lên. À. Tôi cứ chơi qua cái máu rồi. Không, nước vô. Giọt rồi nè, đúng rồi. Đúng rồi, cái cầu thang lên trên. Ngày xưa cái bằng miếu mà thấy cũng nhỏ mà cũng kỹ quá. Thấy đơn giản ghê. Ở ngoài Đồng Nai thấy to hơn. Cái đường Điện Phủ trên Sài Gòn là đường Phan Thanh Giản ngày xưa đó. Trời, cái trường học nổi tiếng bên Cần Thơ đó mang tên ổng mà bị đổi thành trường Châu Văn Liêm đó. Nói sách vở cái gì giờ nói về ổng là đốt hết. Bởi vậy ông này ông chết 1792. Ông này chưa sanh nó lấy gì mà. Ông này là dạng thầy dạy học ngày xưa nổi tiếng. Ông tôn ông này như thầy ổng. Đúng thôi. Rồi. Tại vì ổng giỏi về nho ổng dạy. Như hình như cải táng mộ Võ Trường Toản từ trên Đồng Nai về bên Bến Tre phải không? Phụ Nguyễn Thông á, ông thay Phụ Nguyễn Thông lấy cốt thầy cốt về Bến Tre lập cái làm thờ, nhà thờ với luôn. Đúng rồi. Cách nhà cái tức là Pháp nó chiếm ba tỉnh miền Đông á, nên mấy ông này mới về cái mộ của ông thầy về đây là về bên Bến Tre á. Hồi đó là coi như cụ Nguyễn Thông là sở giáo dục ở địa phương.